Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Và sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Lâm Đồng đã triển khai nhiều mô hình sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lâm Đồng đầu tư kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng. Tránh dịch và giảm bớt tổn thất, người dân bán tháo heo. Chuyên mục con số hôm nay, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su Việt Nam. Chuyện nhà nông gỡ khó khi giá điện tăng với nông dân trồng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Thưa quý vị, để phát triển sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai nhiều mô hình phù hợp với đặc thù canh tác và thế mạnh ở mỗi địa phương tại Lâm Đồng. Trong đó tập trung chủ yếu là trên cây rau, hoa, chăn nuôi heo hướng nạc, nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Đặc biệt với cây cà phê, loại cây trồng có diện tích canh tác lớn nhất hiện nay, gần 175.000 ha. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp cùng dự án sản xuất nông nghiệp bền vững, triển khai 700 mô hình trồng cà phê. Trong đó chủ yếu là hỗ trợ kỹ thuật canh tác, hướng dẫn nhà nông quy trình đầu tư sản xuất cà phê tiên tiến, hỗ trợ các hình thức liên kết sản xuất, kết hợp bao tiêu nông sản, phát triển các vườn ươm cây giống đảm bảo chất lượng, v.v. Dự kiến từ đây đến hết năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với dự án sản xuất nông nghiệp bền vững, xây dựng khoảng 60 mô hình canh tác cà phê tại 8 vùng canh tác cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, nằm trong chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ năm 2019, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đầu tư kinh phí trên 1,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng. Các hệ thống như ISO 9001, ISO 22000, HACCP hoặc các công cụ cải tiến 5S, chứng nhận nông nghiệp hữu cơ organic với mức 40 đến 60 triệu đồng một công cụ. Qua đó sẽ có 45 doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí để áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa, tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong năm nay, đặc biệt là phát huy có hiệu quả thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về thị trường, một số mặt hàng nông sản. Sau khi giảm xuống dưới mốc 30.000 đồng một ký hồi giữa tháng 5, giá cà phê đã tăng trở lại và đặc biệt tăng mạnh trong tuần qua. Với mức tăng từ 2.100 đến 2.200 đồng một ký, qua đó đưa giá cà phê nhân xô khu vực này lên ở mức từ 33.200 đến 33.900 đồng một ký. Tới đầu tuần này, giá cà phê nhân xô ở Đắk Lắk đã trở lại mốc 34.000 đồng một ký. Theo các chuyên gia, đầu tuần này đã xuất hiện giá mua đón ở mức từ 34.000 đến 34.200 đồng một ký. Do đó, trong tuần này, giá cà phê nhân xô ở Tây Nguyên có thể tiếp tục tăng và ở mức 34.500 đến 35.000 đồng một ký. Giá cà phê nhân xô Việt Nam tăng mạnh trở lại, trước hết là nhờ tác động từ thị trường cà phê thế giới. Trong tuần qua, cả 4 phiên giao dịch cà phê Robusta trên sàn London đều tăng giá. Tổng cộng giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7 đã tăng 110 đô la Mỹ mỗi tấn lên mức 1.498 đô la Mỹ mỗi tấn, khối lượng cà phê giao dịch ở mức trên trung bình. Hiện nay đang là thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch mận tam hoa chính vụ năm 2019 ở Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Giá mận duy trì ổn định so với vụ trước, dao động từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký mận xô, 20.000 đến 30.000 đồng một ký mận chọn và mận to. Mỏng nhất ổn định từ 40 đến 50 ngàn đồng một ký. Giá mận ổn định cao so với các loại hoa quả khác, khiến nhiều người trồng mận tại Bắc Hà phấn khởi. Vào dịp này, huyện Bắc Hà khuyến khích các hộ dân mở cửa vườn để du khách tham quan, trải nghiệm thu hái, thưởng thức và mua mận tại vườn. Niên vụ sản xuất kinh doanh chè 2019 đã bắt đầu và được dự báo có nhiều thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm, nhưng sẽ gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài. Dự kiến niên vụ sản xuất kinh doanh chè 2019, giá thu mua chè bình quân là từ 4.000 đến 5.000 đồng mỗi ký. Chè sang cành mật độ cao, giá từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng mỗi ký. Chè sang cổ thụ, giá từ 18.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi ký. Chè nhập nội giá trung bình từ 12.000 đến 16.000 đồng mỗi ký. Với mức giá này, người trồng chè có thu nhập ổn định. Tính đến nay, nhiều công ty có sản lượng xuất khẩu chè trực tiếp và xuất ủy thác lớn đã ký được hợp đồng tiêu thụ. Tại khu vực phía Nam, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa thu hoạch rộ xoài cát chu. Giá xoài bán xô hiện thương lái thu mua là từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký, giảm hơn phân nửa so với tháng trước.
Ngoài ra, nông dân còn lo lắng bởi những năm gần đây, xoài cát chu thường bị các loại sâu bệnh tấn công, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái. Nguyên nhân giá xoài xuống thấp là do đang thời điểm thu hoạch rộ vụ xoài khiến cung vượt cầu. Vì vậy, để đảm bảo ổn định đầu ra, các thành viên hợp tác xã cũng kiếm thêm nhiều vựa, đầu mối tại các tỉnh lân cận hay thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các nhà vườn có xu hướng tìm kiếm các cơ sở, doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định ngay từ đầu vụ. Hiện nay, nhà vườn trồng măng cụt ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang rất phấn khởi vì thương lái đến tận vườn mua với giá là từ 50.000 đồng đến 55.000 đồng mỗi ký so với vụ cùng kỳ năm trước. Một hecta măng cụt trồng hơn 10 năm tuổi hiện có thể cho từ 5 đến 6 tấn trái mỗi vụ, tăng hơn 1 tấn. Với giá cả và sản lượng như hiện tại, sau khi trừ chi phí sản xuất, người trồng có thể đạt lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi hecta. Liên tục chương trình huy động lực lượng tại chỗ, phát hiện sớm, xử lý nhanh dịch tả heo châu Phi. Tránh dịch và giảm bớt tổn thất, người dân bán tháo heo. Chuyên mục con số hôm nay, Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su Việt Nam. Chuyên mục chuyện nhà nông, gỡ khó khi giá điện tăng với nông dân trồng hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Thưa quý vị, xin được chuyển đến những câu chuyện đáng chú ý khác. Tình hình lây lan của dịch tả heo châu Phi đang diễn biến vô cùng phức tạp. Tính đến ngày 6 tháng 6, dịch tả heo châu Phi đã lây lan đến 55 tỉnh thành ở Việt Nam với hơn 2,2 triệu con heo bị tiêu hủy, gây hao tổn ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng, khiến ngân sách của nhiều tỉnh kiệt quệ. Vâng, đây là một con số đáng báo động cho những hậu quả nặng nề mà đại dịch này gây ra. Do đó, việc phát hiện sớm, xử lý nhanh là phương châm trong phòng chống dịch tả heo châu Phi được các tỉnh thành đặc biệt lưu ý, ghi nhận tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, một trong những xã có tổng đàn heo lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp. Thương heo có dấu hiệu bất thường, phải báo ngay cho cán bộ thú y để có biện pháp xử lý và ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Từ khi có thông tin bệnh tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành đã liên tục phát những nội dung liên quan về bệnh này trên hệ thống loa phát thanh của xã để tuyên truyền, vận động người dân cùng phòng chống và xử lý bệnh. Cũng nghe được mức độ nguy hiểm từ bệnh này, trên hệ thống loa tuyên truyền, chị Nguyễn Thị Cúc cũng đã nhanh chóng trình báo cơ quan thú y của xã đến kiểm tra đàn heo khi có biểu hiện bệnh. Do hộ lân cận vừa cho kết quả dương tính với bệnh tả heo nên lực lượng chức năng triển khai tiêu hủy 80 con heo của gia đình chị Cúc. Thì báo rồi thì thú y có vô kiểm rồi kiểm heo luôn rồi hứa là sẽ mà tiêu hủy nhanh nào tốt nấy. Ngoài ra, xã Tân Khánh Trung cũng đã thành lập đội phản ứng nhanh và huy động lực lượng tại chỗ để xử lý và dập dịch. Tùy vào số lượng heo ít nhiều, địa phương sẽ bố trí lực lượng tham gia chôn lấp phù hợp, đảm bảo xử lý nhanh gọn đúng quy trình. Trước khi mà có cái thông báo tình hình dịch bệnh thì xã cũng ngay từ đầu cũng có cái tự động, chủ động công tác triển khai và cũng thành lập cái tổ xử lý phản ứng nhanh. Đó là chuyên dụng cái lực lượng dân quân tại chỗ, rồi đoàn thanh niên xung kích tuần tra kiểm soát là trên địa bàn xã, khi có tình huống thì phải cơ động ngay. Địa phương cũng chủ động sẵn sàng cực lực tham gia dập dịch như chuẩn bị phương tiện vận chuyển, đào hố chôn heo, thuốc vôi sát trùng, đồ bảo hộ. Cũng câu chuyện về dịch bệnh tả heo tại tỉnh Bình Định, hôm ngày 5 tháng 6, ngành thú y tỉnh này đã tiến hành tiêu hủy 53 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi của một hộ chăn nuôi ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Đây là ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên được phát hiện tại tỉnh này. Trước diễn biến phức tạp của dịch, ở những vùng không có ổ dịch, người dân cũng tìm cách bán tháo đàn heo để tránh dịch và giảm bớt tổn thất. Trang trại của gia đình chị Phan Thị Thủy ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nuôi gần 100 con heo. Mặc dù đàn heo nhà chị chưa mắc bệnh, nhưng chị Thủy vẫn bán 10 con với giá rẻ là 23.000 đồng mỗi ký heo hơi. Có người thì hàng xéo, không bán dạ. Rồi có người thì nó cũng bán cái kiểu heo quay vậy chị. Dạ, nhỏ cỡ hàng 4, hàng 5 nó đem nó bán. Lo ngại dịch tả heo châu Phi lan rộng nên hộ nào cũng bán heo. Người bán thì nhiều nhưng sức tiêu thụ trên thị trường lại chậm. Giá heo hơi ở đây đã giảm một nửa so với 2 tháng trước đây. Hiện heo đẹp có giá 25.000 đồng mỗi ký, heo nhỏ hoặc quá to chỉ bán được với giá 22.000 đồng mỗi ký. Bây giờ là nghe là mất hồn, là điện liên khớp, là trong cái điện liên khớp là nó ép muốn cả, mai nó 24, cả là mai đại cái mốt nó vô nó 22. Theo tính toán, một con heo, nông dân lỗ từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Bình Định hiện có 700.000 con heo.
Với giá thịt heo hơi như hiện tại thì người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 310,24 triệu đô la Mỹ là giá trị cao su mà Trung Quốc nhập từ Việt Nam trong quý 1 năm 2019. Con số này tăng tới 38,2% so với cùng kỳ. Đây là con số rất ấn tượng bởi theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC cho thấy, 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu 1,62 triệu tấn cao su, trị giá là 2,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,6% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam là 3 thị trường cung cấp cao su chính cho Trung Quốc. 3 tháng đầu năm 2019, trong khi giảm nhập khẩu cao su từ Thái Lan và Malaysia, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh nhập khẩu cao su từ Việt Nam. Cụ thể thì 3 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc nhập khẩu 342,79 nghìn tấn cao su từ Việt Nam, trị giá 310,24 triệu đô la Mỹ, tăng 38,2% về lượng và tăng 19,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc giờ đó đã tăng từ 10,3% trong 3 tháng đầu năm 2018 lên 15% trong 3 tháng đầu năm 2019. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Trong khi người trồng hoa ở thành phố Đà Lạt còn chưa hết đau đầu vì tình hình dịch bệnh trên cây hoa hoành hành, thì việc giá điện tăng khiến nông dân ở các nhà vườn trồng rau, hoa công nghệ cao càng gặp khó khăn khi chi phí điện cho sản xuất tăng cao gấp đôi. Tuy nhiên, để khắc phục khó khăn trước tình hình chung này, người nông dân đã có những giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa chi phí điện phát sinh, ghi nhận sau của phóng viên chương trình về câu chuyện này. Gia đình ông Lê Văn Hải ở làng hoa Thái Phiên, phường 12 là một trong số những gia đình có diện tích trồng và ươm cây giống hoa cúc trong nhà kính lớn với hơn 4 hectare. Với diện tích này, ông phải sử dụng 4.000 bóng đèn compact. Khi giá điện chưa tăng, trung bình một tháng chỉ tính chi phí sản xuất, ông phải trả khoảng 45 triệu đồng. Sau khi áp dụng giá điện mới, thì tháng vừa rồi tiền điện ông phải đóng tăng thêm khoảng 10 triệu đồng. Tất nhiên thì giá điện nó tăng lên thì gặp khó khăn là chắc chắn phải có. Hiện tại bây giờ mỗi tháng ví dụ như nó tăng lên 8,3%. Thì mình phải bỏ tiền, mỗi tháng mình bỏ như hiện tại như tôi thì bỏ ra khoảng chừng 7-8 triệu một tháng nữa để bù vào cái giá điện tăng. Nay mai nếu mình chắc theo cái giá điện tăng như vậy thì tôi sẽ thay một số bóng compact và bóng led để hạn chế lại cái lượng điện. Làng hoa Thái Phiên là nơi có mật độ nhà kính dày đặc. Với 1.100 hộ dân trồng hoa trên diện tích hơn 350 hectare nhà kính, trong đó hoa cúc chiếm khoảng 90%, mật độ các nhà vườn phải thắp điện suốt đêm, chưa kể các thiết bị khác cũng tiêu thụ nguồn điện đáng kể là khá cao. Với việc tăng giá điện như hiện nay, mỗi năm các nhà vườn tại phường 12 thành phố Đà Lạt sẽ chi trả tiền điện khoảng 40 tỷ đồng. Đối với sản xuất hoa cúc thì buộc phải sử dụng điện để thắp sáng cho cây hoa thì rất là nhiều. Đối với địa phương thì cũng vận động bà con nhân dân là sử dụng điện tiết kiệm và áp dụng là thay thế các cái bóng compact cũ bằng cái đèn led để chiếu sáng cho hoa để giảm cái tiêu thụ điện năng, để giảm cái chi phí. Trong những thời gian vừa qua và cũng như thời gian sắp tới thì dự kiến cũng mở thêm một số cái buổi hội thảo để giới thiệu một số cái thiết bị điện chất lượng để mà giới thiệu cho bà con nhân dân áp dụng để giảm cái chi phí tiết kiệm điện trong quá trình sản xuất ở địa phương. Hiện Lâm Đồng có gần 9.000 hecta trồng hoa cúc, hồng, hoa lây ơn, trong đó hoa cúc chiếm hơn 37%. Nông dân các làng hoa, nhà vườn công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt và các vùng lân cận như huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng đang khó khăn bởi vừa dịch bệnh trên cây hoa hoành hành lại thêm chi phí điện cho sản xuất tăng cao. Nhưng với giải pháp hiện tại mà nông dân khu vực Thái Phiên thực hiện, đó là thay bóng đèn tiết kiệm, cắt giảm bớt khoảng thời gian thắp đèn đêm cho hoa thì ít nhiều cũng là hướng đi gỡ khó. Thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.